Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Ly. Chào mọi người đã đến với kênh Anh Ly BTR. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người một món mới ha, đó chính là món cà ri dê nha các bạn. Thì để món chuẩn bị món cà ri dê thì nó khá là nhiều vị ha. Cà ri Ấn thì nấu đơn giản màu nhạt, nhưng mà cà ri của Việt Nam thì nấu sẽ màu đậm hơn, vị cũng đậm đà hơn. Thì dê bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà chọn dê ha. Dê ở đây thường quán mình bán là mình nhập một con dê, thì dê là độ khoảng chừng 20kg đến 25kg mà người ta làm sạch cho mình hết rồi, thì sàn làm sạch hết, cân hết là con dê còn lại 15kg. Thì dê đó là dê ngon nha các bạn, nói chung là dê tơ đó, làm sạch hết giao cho mình luôn là dê còn lại 15kg là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chọn dê cái chứ không chọn dê đực nha các bạn. Dê cái thì nó sẽ có mỡ như thế này, còn dê đực thì nó sẽ ít mỡ hơn một tí. Vì sao mình chọn dê cái? Dê cái nó sẽ không có hôi, dê đực nó bị hôi. Còn dê tơ làm sạch 15kg để làm gì? Mục đích của nó đó chính là da nó mềm ha, da mềm chứ không có da nha các bạn. Đó, rồi nói hết rồi. Thì bây giờ là mình sẽ nói mình chuẩn bị đồ ha. Ở đây là khoai lang. Khoai lang mình sẽ chọn là khoai lang vàng nha các bạn. Về mình cắt ra, khoai lang mình lấy làm hai củ lớn thì mình cắt ra. Cà rốt thì mình sẽ lấy một ít thôi, củ nhỏ thôi, mình cắt bông mà cắt bự như thế này, khoai lang cắt bự như thế này. Thì khoai lang nữa tí thì mình sẽ nói sao ha, mình ngâm nước cho nó khỏi bị đen thôi. Thì khoai lang tí thì mình sẽ chia sẻ công dụng của khoai lang. Rồi bây giờ là mình sẽ chuẩn bị cho mình nè, hũ sốt cà ri dầu ha, một hũ sốt cà ri dầu, nhưng xài nửa hũ thôi. Bột nghệ cà ri bịch hiệu ông già nha các bạn, cà ri bịch hiệu ông già, và một ít sả đập dập ha. Bây giờ mình sẽ cho vào luôn ha. Đây là cỡ 2 cây sả đập dập cắt khúc. Rồi, và bây giờ tới sả băm ha các bạn. Sả băm thì các bạn sẽ sử dụng một ít nha các bạn. Sử dụng để coi. Rồi, một nửa này thôi, độ khoảng chừng là một cây vậy các bạn. Bằm nhuyễn ra nha các bạn. Đó, một cây bằm nhuyễn ra. Rồi bây giờ là mình sẽ tính dầu tỏi ha các bạn. Dầu tỏi thì cái này là mình phi ha, mình sẽ sử dụng một ít, tại cái này là có nửa ký dê à, cho nên là mình sẽ sử dụng một ít dầu tỏi cho nó thơm. Và thứ hai nữa là đó chính là sa tế ha các bạn. Sa tế thì mình cũng tự làm chứ mình không có mua. Các bạn nào mua sa tế tôm cũng được. Còn các bạn nào chưa biết làm sa tế thì mình sẽ để cái đường link ở trên clip á, các bạn nhấp vô ha. Nhấp vô là sẽ coi cách làm sa tế của mình cực kỳ đơn giản luôn. Thì mình sẽ cho là cỡ chừng là một muỗng canh sa tế này các bạn. Đó. Sa tế vào để cho nó lên cái độ cay cái màu cho đẹp. Rồi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu là nêm nếm gia vị ha. Vị muối nha các bạn. Muối á, thì mình sẽ đi độ khoảng chừng là đầu muỗng muối như thế này ha, đầu muỗng muối. Rồi bột ngọt, bột ngọt thì mình sẽ đi là nửa muỗng lưng bột ngọt, nửa muỗng lưng bột ngọt nha các bạn, chứ không có nửa muỗng đầy. Rồi về đường ha các bạn, đường thì mình sẽ đi trước nó là hai muỗng nha các bạn, đi trước hai muỗng. Cái này là mình ướp theo kiểu đậm đà luôn, một tí nữa mình nấu xong mình thấy nó có thiếu vị ngọt, thiếu vị mặn thì mình sẽ thêm nó vào thôi. Về hạt nêm ha, hạt nêm thì mình sẽ đi là nửa muỗng lưng, nửa muỗng lưng hạt nêm. Rồi ok, bây giờ là sẽ tới cái màu và mùi ha. Màu thì mình sẽ đi bột nghệ, bột nghệ á, thì mình sẽ đi là độ khoảng chừng là một muỗng cà phê thôi nha các bạn. Đó, một muỗng cà phê bột nghệ nè, để cho nó lên màu có đẹp. Mùi hương thì dĩ nhiên là phải có cà ri rồi ha. Cà ri bột ông già thì các bạn đi cho mình là độ khoảng chừng là nửa muỗng lưng như thế này. Nửa muỗng lưng. Rồi tới cà ri dầu nha các bạn. Việt Nam mình ăn là phải nói là vị màu sắc là phải là hài hòa luôn. Rồi mình sẽ lấy hết cái dầu của cái cà ri dầu này và một phần ở trong đây. Để mình quay đầu muỗng này nha các bạn, quay đầu muỗng mới lấy được. Thì mình sẽ lấy là độ khoảng chừng là nửa hũ này thôi nha các bạn. Nửa hũ cà ri dầu thôi nha, các bạn đừng lấy hết cái bã trong đây nha. Hết cái bã trong đây thì màu thì cái vị nó sẽ hơi bị đậm đó. Rồi thì tất cả cho mình ướp như thế này. Bây giờ là mình sẽ trộn lên ha các bạn. Thì các bạn sẽ ướp cái này là trong vòng là 1 đến 2 tiếng. Các bạn có thời gian thì các bạn làm sẵn trước 2 tiếng ha, ướp cho nó ngon. Còn các bạn nào mà làm mà kẹt quá thì ướp 1 tiếng cũng được, không sao hết. Nhưng mà tốt nhất là ướp từ 2 tiếng trở lên. Từ 2 tiếng trở lên nó sẽ càng ngon nha các bạn. Đó, thì các bạn ướp ra thì màu nó sẽ ra như thế này. Mùi rất là thơm luôn ha, thơm mùi cà ri cực kỳ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ướp đây. Thì trong lúc ướp này thì mình sẽ chia sẻ cái cách bạn nào để giải quyết cái khoai lang này. Ở đây là mình sẽ luộc khoai lang và cà rốt. Thì cái phần luộc này á, mình sẽ chia ra hai phần nha các bạn. Mình sẽ bỏ vô chung luôn nè, bỏ chung vô mình là luộc hết. Một nửa khoai lang với cà rốt á, là mình sẽ luộc khoảng 30% nha các bạn.
Còn lại một nửa khoai lang là mình sẽ luộc chín luôn để mà mình xay nha các bạn. Mình xay lên để mà mình lấy cái độ béo ngoài nước cốt dừa ra. Đây là mình chuẩn bị là 150ml nước cốt dừa nè. Mình sẽ lấy độ béo của nước cốt dừa, mình lấy độ béo của khoai lang xay và mình lấy độ béo của sữa tươi luôn nha các bạn. Và khi nấu món này thì các bạn chuẩn bị cho mình một bịch sữa tươi không đường nha. Một bịch sữa tươi không đường, bịch này là 220ml. Thì cái này là các bạn luộc sơ là nó đã chín được 30% rồi. Thì bây giờ là mình sẽ vớt một nửa khoai lang ra nha. Vớt một nửa khoai lang ra. Vớt hết cà rốt luôn với một nửa khoai lang. Rồi, thì khoai lang nhiêu đây là mình sẽ xay nè các bạn. Còn lại nhiêu đây thì mình sẽ bắt đầu chiên. Mình sẽ chiên chung với cà rốt với khoai lang luôn. Còn khoai lang mình sẽ luộc chín luôn nha các bạn. Luộc chín là độ khoảng chừng 5 phút là khoai lang này nó đã chín rồi. Thì bây giờ trong lúc mà mình chờ cái khoai lang mình luộc chín á, thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu chiên ha các bạn. Chiên thì các bạn chiên cho nó vàng cạnh nha các bạn để dầu sôi nha. Để dầu sôi, dầu nóng rồi các bạn chiên khoai lang với cà rốt cho nó vàng cạnh là được. Mục đích chiên là để khi mà mình nấu lên nó không có bị rã, nó sẽ giữ lâu hơn một tí. Chứ nếu không là các bạn không chiên thì khi mà các bạn nấu lên là khoai lang, cà rốt nó sẽ bị rã hết nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cái phần khoai lang này các bạn, mình đã luộc chín nè, phần khoai lang còn dư hồi nãy mình luộc chín đó các bạn, mình sẽ cho vào ha, vô cối sen tố. Rồi bây giờ mình lấy một bịch sữa tươi không đường nha. Bịch sữa tươi không đường thì mình sẽ sử dụng hết nước của bịch sữa tươi không đường là 220ml luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ xay nhuyễn nha các bạn. Đó thì cũng như hồi nãy mình nói ha, mình xay mục đích là mình sẽ lấy độ béo từ sữa tươi và độ béo của cái khoai lang này, khoai lang xay nhuyễn này nha các bạn. Đó, và nó sẽ sệt như thế này các bạn. Đó, sệt cực kỳ luôn ha, rất là béo luôn. Tí nữa thì mình xài á, mình xài không hết đâu. Tại khoai lang nhiều quá mình xay vậy thôi chứ xài không hết đâu. Xài cỡ ít rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình sẽ chuẩn bị, bây giờ mình sẽ nấu cho các bạn nấu cà ri ha. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị một cái chảo rồi mình cho một ít dầu vào. Đó, cho một ít dầu nóng vào. Bây giờ cái dây để mình vừa ướp nè, cho vào luôn ha. Thì lúc này các bạn xào cho thịt nó săn lại nha các bạn. Đó, cực kỳ thơm luôn, mùi cực kỳ thơm luôn. Thì cái này các bạn xào cho nó săn lại cho mình. Khi mà săn lại là thịt nó rất là thơm luôn á. Đó, khi mà thịt săn lại nè thì bây giờ là mình sẽ cho là dùng cái vá này ha. Mình sẽ cho là 2 vá nước vào nha các bạn. Để coi mình canh nha, để mình canh nước đi chứ cũng chưa chắc đã 2 vá đâu. Chán cái nồi luôn. Này là 3 vá nè. Ok, và bây giờ mình sẽ sử dụng 3 vá nước ha. Thì 1 vá nó là 300ml thì 3 vá của nó là 900ml. Bây giờ là mình sẽ nấu lửa riu riu từ từ. Khi mà bắt đầu mà cái nồi này sôi lên á thì các bạn á đi cái lửa riu lại, thì các bạn hầm dê cho mình là độ khoảng chừng 20 đến 30 phút thì dê sẽ mềm. Ở đây là mình sử dụng dê tơ nha, 20 đến 30 phút. Còn nếu mà các bạn sử dụng dê già thì có thể là lên tới 45 phút hoặc 1 tiếng mình cũng không chừng. Đó. Thì bây giờ nó vừa sôi lên nè, thì bây giờ mình sẽ hãm lửa xuống ha. Thì mình sẽ ninh lửa riu riu từ từ nha các bạn. Ở đây á thì về cái sữa tươi với khoai lang thì mình sẽ cho một nửa nha các bạn. Đó, như ra đủ độ béo rồi nè. Tí nữa mình sẽ sử dụng độ béo của nước cốt dừa nữa nha. Ra cái màu rất là đẹp luôn ha. Thì nước cốt dừa nữa, tí nữa mình sẽ sử dụng rất là ít thôi các bạn, chứ mình sẽ không sử dụng nước cốt dừa nhiều. Còn các bạn nào mà sử dụng nước cốt dừa nhiều thì các bạn hạn chế là cái khoai lang xay lại cho mình. Nhiều khi các bạn khỏi cần xay khoai lang cũng được nữa. Còn mình thích xài cái độ béo của khoai lang một phần, với lại thích xài nước cốt dừa một phần, cho nên mình mới xay nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hầm ha. 20 phút sau thì nó sẽ sát xuống.
vừa đủ luôn, vừa đủ một phần cà ri chấm bánh mì luôn đó các bạn. Thì cái độ của nó là kiểu nó sệt sệt nha các bạn, về cà ri thì nó sẽ sệt sệt chứ nó không có lỏng như thế này đó. Rồi và các bạn cứ để hầm riêu riêu như thế này nha. Về mà cái khoai lang chiên nè, cà rốt chiên nè, các bạn canh là độ khoảng chừng 5 phút nữa là thịt dê tắt bếp, thì các bạn hãy cho vào, nhớ nha, cho vào trước 5 phút khi tắt bếp nha các bạn, không cho lâu quá. Cho các bạn cho bây giờ là các bạn cho vô thì nó bị mềm, nó sẽ bị rã luôn, nó nóng quá, nấu lâu quá thì nó sẽ bị rã nha các bạn. Cứ canh làm sao thịt dê còn 5 phút nữa các bạn tắt bếp thì các bạn cho vào, và sau đó các bạn nêm nếm lại vừa ăn là được rồi nha. Rồi mình hầm nãy giờ cũng được là 10 phút rồi đó các bạn, mình thấy là cái dê, cái da dê nó cũng đã mềm rồi. Dê tơ này hầm cực kỳ nhanh luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho cà rốt với khoai lang vào luôn ha, để mà mình nấu chung với cà rốt khoai lang cho nó chín luôn. Chứ nếu không là tí nữa các bạn bỏ lên cái dĩa inox các bạn nấu á thì nó sẽ lâu chín nha. Bản thân là nãy giờ mình đã luộc 30% rồi, mình chỉ chiên sơ thôi, nó chưa có chín, cho nên các bạn bỏ ở đây thì các bạn nấu thêm 5 phút nữa là cái khoai lang nó sẽ chín nha các bạn. Ok, thì sau 5 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu là mình nêm nếm lại cho nó vừa ăn, rồi bắt đầu mình sẽ cho nước cốt dừa là mình sẽ xong nha các bạn. Thì bây giờ mình đã luộc được 5 phút thì mình thấy khoai lang chín rồi nè các bạn, nhưng mà mình nêm lại thì nó vị nó còn hơi nhạt, nó thiếu độ đậm đà. Thì bây giờ là mình sẽ đi thêm một muỗng đường nha các bạn. Đây nè các bạn, đường ha, đường là mình sẽ sử dụng thêm một muỗng nữa nha. Và hạt nêm ha các bạn, hạt nêm là mình sẽ sử dụng một muỗng đầy nữa. Đó, thì nó sẽ tăng lên cái độ đậm đà nha. Thì bây giờ mình sẽ nếm lại thêm một lần nữa rồi mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Nước cốt dừa thì các bạn cho sau cùng nha. Còn nếu mà các bạn nấu luôn lúc đầu cũng được, nhưng mà nấu luôn lúc đầu thì nhiều khi các bạn không biết canh lửa, cái độ nóng nó nóng nhiều quá thì nó sẽ đổ ốc trâu, nó không có đẹp nữa. Đó, thì nó sẽ có độ đậm đặc như thế này các bạn. Đặc đặc như thế này ha. Đó, đặc đặc như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ lên lửa nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước cốt dừa vào ha. Mình sẽ canh nha, mình sẽ canh cái độ đậm, độ kẹo của nó thì mình tính thôi. Cho thêm miếng nữa. Đó thì nó sẽ sánh sánh như thế này nè các bạn. Ok. Cà ri dê ha, nó sẽ sánh sánh như thế này. Màu sắc rất là đẹp luôn ha. Màu vàng vàng, đỏ đỏ, hồng hồng rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra, nhưng mà trước khi cho ra thì mình sẽ bỏ hết mấy cái xả nha các bạn. Gấp xả bỏ ra rồi bắt đầu mới cho lập là lên nha các bạn. Nhớ giùm mình bỏ xả ra, tại cái xả mình nấu đã ra cái mùi thơm trong đây rồi. Cho nên là khi mà các bạn ra các bạn đừng bỏ xả vô, người ta ăn dính xả vô khó chịu lắm. À nhớ lúc này thì các bạn nêm nêm lại cho vừa miệng ăn nha các bạn. Còn đối với mình thì mình ăn đậm đà thì cái hậu của nó sẽ là, nói chung là có hậu ngọt, có hậu mặn, đậm đà, chấm với bánh mì nó vừa. Các bạn nhớ nha, làm món này chấm bánh mì mà các bạn nấu nhạt quá, các bạn chấm vô ăn nhạt nhách à. Cho nên chấm với bánh mì thì các bạn phải nấu đậm đà vô thì các bạn chấm với bánh mì nó mới vừa ăn. Mà cái món này đặc biệt như gì? Thứ nhất màu sắc, thứ hai là mùi thơm của cà ri, thứ ba là nó có cái độ sánh nè, độ hơi đặc đặc như thế này, đừng có sánh quá nha các bạn. Và cái thứ tư nữa đó chính là vị, vị nó sẽ có cái hậu ngọt và cái hậu mặn, hai cái nó đều nhau thì món ăn nó mới vừa ăn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho xả rồi mình sẽ cho ra. Đó, gấp mấy cái phần xả dùng dụng này, gấp ra hết, bỏ rồi sau đó mình cho ra dĩa nha các bạn. Khoai lang vừa chín tới, các bạn nhớ nha. Khoai lang các bạn nấu mà không vừa chín tới á, thứ nhất là nó còn sống, mà nấu rục quá á, thứ nhất. Thứ hai nữa là nấu rục á, là các bạn sẽ làm cho khoai lang nó bể hết luôn. Đó, mình lấy bớt xả ra rồi, chừa lại mấy cọng thôi. Chừa lại mấy cọng cho mọi người nhìn để biết cái món này cũng hay có xả chứ, để lấy ra hết kỳ quá. Màu rất là đẹp luôn, mình không biết trong cái camera nó như thế nào nhưng mà màu ở ngoài rất là đẹp. Nếu mà cái camera mà mang được cái mùi hương ra nữa thì mình thấy là các bạn sẽ cảm nhận được cái mùi hương rất là thơm luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho ít hành tây lên ha. Hành tây thì mình sẽ sắc muối cao ha. Rồi trong đây thì mình có là lá quế sắc nhỏ với ngò gai sắc nhỏ. Đó, ba thứ ha. Hành tây, ngò gai, lá quế. Rồi các bạn cho lên như thế này. Ok. Cái lỗi sai của mình là tự nhiên mình rắc lên vậy là cái dê nó lại chìm xuống. Cho nên bây giờ là mình sẽ lấy dê bỏ ra, bỏ lên trên mặt. Trời ơi, tự nhiên mình rắc ngò gai lên nó rất là thơm luôn các bạn. Cực kỳ thơm. Đó, cho dê lên.
Rồi và cuối cùng là món cà ri dơi mình đã xong ha các bạn. Màu thì rất là đẹp luôn, mùi thì rất là thơm. Nếu mà cái camera này nó mang được cái mùi truyền qua cho các bạn thì mình cảm nhận thật sự là rất là thơm luôn các bạn ơi. Vị thì rất là đậm đà ha. Và món này thì không thiếu đó chính là bánh mì. Nha các bạn. Đây, một ổ bánh mì như thế này. Mình sẽ để xích qua về cho các bạn hình dung ha. Rồi, vậy thôi. Món này thì các bạn có thể bỏ lên bếp, các bạn bắt trên cái bếp ga hoặc là bếp cồn để lửa riu riu thì vừa nóng như thì các bạn vừa xé một miếng bánh mì và các bạn chấm nha các bạn, cứ chấm ra xé bánh mì chấm vô là ăn ok, cực kỳ ngon luôn ha. Món này các bạn làm đãi tiệc cũng được hay là ở nhà có dê thì các bạn thay đổi món làm cho gia đình ăn cũng được, cực kỳ béo, cực kỳ thơm luôn ha các bạn. Béo béo của nước cốt dừa, béo của sữa, béo của khoai lang mà mình xay nhuyễn ra, thơm của mùi sa tế, tất cả những cái lòng mùi hương mình ướp vào đó và kèm theo gia vị đậm đà thì cực kỳ thơm. Rắc một miếng ôm gai, rắc một miếng lá quế lên, nó sẽ ra một cái mùi đặc trưng luôn nha các bạn. Vậy nha, lời cuối cùng mình chúc tất cả các bạn có một ngày thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Hẹn mọi người ở những clip sau, bye bye. Yeah, đi nhậu thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip của mình. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những clip mới hàng tuần của mình nhé.